Xịn ha, đã quá ha. Đã quá, đã quá. Lâu lâu mới có được cảm giác nó lưng lưng. Vô mày. Vô. Rồi nói nghe nè. Mày tao luôn à. Nói nghe nè. Kể từ ngày hôm nay tụi tôi đã thành lập một cái hội. Hội những người sợ vợ. Ăn đi con. Chán ăn hết mấy cái chén này cho mẹ nha. Nhiều quá mẹ ơi. Có nhiêu đây có gì đâu nhiều. Thấy không? Nhiều cũng phải ăn mà ít cũng phải ăn cho có với người ta. Cái chén này đó là thuốc bổ thai nè. Chén này là dưỡng thai nè. Cái này là bổ cho em bé trong thai nhi đó cho nó phát triển trí óc nó cho tốt. Mới 3 tháng mà phát triển chấp vậy mẹ. Phải lo từ bây giờ đó con. Rồi cái này nè ha là cho con khỏe toàn thân. Cái này để cho mình sau này mình sanh cho nó lẹ. Còn xong 3 cái chén này rồi đó ha thì con phải ăn hết một cái gà tiềm thuốc bắc này cho mẹ luôn nha. Trời ơi, 5 chén này rồi còn ăn thêm con gà tiềm thuốc bắc nữa. Vậy nên nó mới bồ bổ. Mà mẹ nói thiệt với con nha. Sao con có bầu gì mà mẹ thấy cái bụng của con không có lớn vậy mà sao nó nhỏ xíu mẹ lo lắm à ha. Đâu có, nó bự mà mẹ. Bự không? Nó bự mà tại vì mặc cái quần này nó hơi chật cái nó bó lại nó bự nè. Bự mà. Vậy đó hả? Dạ. Bự mà. Vậy thì phải ráng ăn đi. Ăn cho hết đi. Mẹ ơi, khó khăn lắm con mới giữ được cái em nhỏ xíu như vậy. Giờ có bầu là con đã thấy nó bự bự lên rồi, còn bắt con ăn nhiều vô mập ra mai mốt nó bự lắm luôn á. Người ta dòng eo năm mấy con giờ kêu em 100 mấy. Anh hổ anh thấy con vậy cho anh chán lắm mẹ. Chán cái gì? Cứ ăn cho mẹ đi, ăn cho mập, cho bự ra cho mẹ đi, mẹ thích lắm đó. Nói thiệt chứ con nghe, có bầu mà không ăn là không có được. Còn thằng hổ con nói vậy, nó chê con hả? Thằng hổ mà nó dám chê con hả, mà cạo đồ khô đó. Ê. Đi đâu đó? Đâu ạ? Đi đâu? Đi gặp đối tác làm ăn, ký hợp đồng, ký hợp đồng. Cái gì? Đối tác làm ăn ký hợp đồng? Ừ. Thôi mọi người ngồi chơi nói chuyện nha, gấp quá trễ giờ. Coi gì đây? Đồng hồ đâu coi vậy? Thói quen có đeo đồng hồ mà hôm nay gấp quá quên đeo đồng hồ luôn. Hôm nay sao quên thấy ổng la lại ta? Không có, tại vì hợp đồng lớn đó. Hồi hộp. Tiếng gì vậy con? Trong thấy chai rượu đi đại khách. Ai cái chai đó không được. Cái gì đâu không được? Thôi đem đi đâu, cái chai đó không được bỏ nhà. Không. Cái gì mà kỳ quá à? Có một chai rượu thôi mà cũng tiếc chứ, nó đi với bạn bè nó nữa. Lấy đi con. Dạ con cảm ơn mẹ. Vợ con là phải ủng hộ chồng đi làm kiếm tiền nuôi con biết không, phải ủng hộ nó. Sinh con ra là mẹ, hiểu con cũng là mẹ. Vậy chứ. Chỉ có vợ con là số 1. Trời ơi, thấy nó lo làm ăn mẹ mừng quá. Trời ơi mẹ ơi, cái chai rượu đó không phải là rượu. Ủa chứ cái chai đó là gì? Chai đó nước màu, con đổ vô con chưng cho đẹp vậy thôi à. Trời đất ơi. Cái gì? Cái đó là chai nước màu hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy thì chết thằng con trai của tôi rồi. Để tôi kêu điện thoại nó, coi. Con cản thì mẹ không cho, thiệt luôn á. Nghe đi con, nghe đi. Trời ơi, cái thằng mới đi ra khỏi nhà vậy mà nó tắt máy chưa tỏ tiếng e không thì làm sao được, trời ơi là trời. Tôi cảm thấy là tôi quá mệt mỏi, tôi quá ức chế. Tức là cái chuyện này, cái vở kịch này mình phải hạ màn rồi. Tôi phải rửa tay gác kiếm, tôi phải rút khỏi giang hồ, tôi không thể nào dấn thân vào con đường tội lỗi đó được nữa. Bây giờ mày mới sợ hả? Ủa, tôi thiết nghĩ cái lúc mà bà Lan làm cho cả thế giới biết tôi có bầu thì lúc đó bà có nghĩ được cái hậu quả khủng khiếp sắp xảy ra cho bà như bây giờ không? Nếu như mà tôi biết cái hậu quả nó khủng khiếp như vậy thì tôi đã không làm cái chuyện đó rồi. Bà hiểu không? Đó, khi mà tôi la lên tôi có bầu, tôi được bà mẹ chồng tôi yêu thương, chăm sóc, đó, lo lắng từng chút một. Tôi rất là hả dạ, Nhưng mà tôi là con người, tôi cảm thấy tôi là một con đứa, con dâu gian dối. Còn ông hổ, ông chồng tôi thì...
Sao bên đó không ngồi? Cứng. Xịn quá. Ai kêu đi nhậu hả? Ai? Ai xử cho anh đi nhậu hả? Hả? Đi nhậu là chuyện của đàn ông. Phụ nữ đàn bà không có được lên tiếng. Bày đặt làm lố hả? Bày đặt diễn sâu giống mấy đứa ở trên mạng hả? Chai đó là chai nước màu, làm sao mà xỉn được? Biết gì mà nói. Đi nhậu mà không xỉn thì nhậu làm cái gì? Không xỉn thì về nhà diễn xỉn để làm chi cho mệt. Cái chai đó lặt nhách, tôi uống bị mấy thằng bạn nó chập, quê dục đập bỏ, kêu nguyên một chai mới uống luôn. Uống vô xỉn. Xỉn ha, đã quá ha. Đã quá, đã quá. Lâu lâu mới có được cảm giác nó lưng lưng. Vô mày. Vô. Rồi nói nghe nè. Mày tao luôn à. Nói nghe nè. Kể từ ngày hôm nay tụi tôi đã thành lập một cái hội, hội những người sợ vợ, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau góp vô những cái kinh nghiệm, những cái gì mà mình sợ, để cho những thằng khác rút ra không sợ vợ nữa. Kể từ ngày hôm nay tôi nói thắng, tôi không sợ cô nữa. Đó, bà thấy chưa? Lam nè, Lam đường đường là một trưởng phòng kinh doanh mà bây giờ tôi trở thành một hòn giọng phu ngồi đêm hôm chờ đợi ổng đi nhậu về. Ổng đi nhậu về tôi nói lên phòng hai chồng ngủ nhau, không chịu. Nhất quá là không chịu. Tôi cảm thấy ổng, tôi lấy chồng về mà tôi ly thân chồng tôi vậy. Hai chồng không được ngủ chung nhau, không được đụng chạm nhau, không được ôm ấp nhau rồi. Tôi rối quá. Bình tĩnh đi. Bây giờ ý bà muốn gì bà cứ nói thẳng vô vấn đề đi, đừng cứ đi vòng vòng nãy giờ nhức đầu quá. Tôi muốn bể bầu hả? Bể bầu? Bể bầu? Cái có nghĩa là cái bầu của bà đâu có bầu đâu, cho nên tưởng tượng như cái bong bóng. Vậy là bây giờ tôi phải lấy cái kim. Đúng. Đắp cho cái bong bóng nó bể. Vậy thì bà sẽ làm cách nào? Tưởng chuyện gì, chứ cái chuyện giúp bà bể bầu là nghề của tôi. Tại vì khi bà té rồi một cái ha, tôi sẽ đổ cái bịch này ra lên láng xung quanh bà. Ở nhà chồng bà về nghĩ là bà té phun máu, hả không? Đó, quan trọng là cái này là giải quyết được hậu quả, hiểu không? Sau khi bà đổ máu xong rồi, bà phải khóc lóc thảm thiết lên. Đó, bà kêu mẹ chồng bà với chồng bà đưa bà đến bác sĩ này. Đó, bác sĩ trưởng khoa nha. Đó, sản phụ. Bác sĩ này á nha, là bạn thân của tôi, sẽ giải quyết hết tất cả mọi hậu quả cho bà. Bà sẽ qua thoát lọt. Đi đi. Rồi, giờ đổ ra đi, tôi giúp. Ê, cho Đừng trời. Gì nữa? Làm mấy cái chuyện hồi hộp này mà tự nhiên mới mắc toilet quá. Trời ơi, khổ ghê vậy nó. Trời ơi, bà cái gì mà căng thẳng hoài vậy? Rồi đợi chồng bà về giải quyết ha. Giờ tôi đi nha. Rồi, gì nữa? Tự nhiên đem con bỏ chợ, tự nhiên chơi bỏ bạn vậy? Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Bà đang té về nào máu me tùm lum á. Tự nhiên tôi là bạn bà tôi ngồi. Ê, vui hơn, tối nay mình đi chơi. Trời ơi, ở nhà bà biết làm sao là bể chuyện, hiểu không? Chứ là tôi sợ lắm bà ơi, tôi sợ lắm. Tôi sợ ở đây á, cái lộ chuyện ra cái là bị bắt. Lệ. Rồi ra tòa sợ. Lệ. Vậy. Ồ, con gái được không Lệ? Ôi. Cảm ơn bà. Ôi, được rồi, gọi té nữa đi hả? Trời ơi, bỏ nước nè. Thôi, tôi về nha. Rồi giờ sao ta? Mình đổ ra. Xong mình nằm mình đợi. Lỡ bên nằm mình nằm mình đợi. Xong mình mắc toilet. Rồi nó tài hoài rồi sao mình đi toilet. Nhưng sao? Là đợi trước hay là bây giờ đổ trước hay là nằm đợi luôn rồi đợi luôn hay là... Dạ đâu rồi? Vợ tôi bị té tại khu vực nhà bếp, có nguy cơ sảy thai. Bây giờ tôi phải đi kêu cấp cứu đây. Con đừng dán con. Ý, phát hiện tại hiện trường có cái bịch gì lạ, màu đỏ trong bịch lông, nghi là máu trong các vụ án trong phim hình sự. Dạ, đây là cái gì? Cái đó là mà giả không? Cái đó là nước gất để em dưỡng thai.
Trời ơi, cái đầu mày. Trời, tao biết đau quá mà anh. Đi xe cấp cứu lẹ đi. Dạ dạ, tôi đi kêu xe cứu. Khoan anh ơi, anh ơi, mẹ ơi. Nghe không? Cái cạc của bác sĩ con để trên bàn. Gọi cho bác sĩ đó. Bác sĩ quen khám thai cho con mỗi tháng. Rồi. Đau quá mẹ ơi. Ở cái này không? Dạ dạ mẹ ơi. Anh ơi, gọi điện thoại ở đây nè. Hả? Đi nè, con gọi số này đi. Đau quá. Đau quá. Ráng ráng chút xíu nè con, ráng chút xíu. Lẹ lẹ đi con. Mau mau, mau lên. Bác sĩ không đang đỡ đẻ ai hay sao? Đâu má. Trời ơi dâu. Con à. Khoan khoan, vợ vợ hiện tại đang quay clip. Trời ơi, cái đầu mày, trời ơi, có quay clip hoài. Dạ. Thích vậy đó, tôi thích nói bông hường là bông hường, em không có được cãi. Tôi là chồng, là người đàn ông trụ cột trong gia đình này. Ủa, mà không lẽ tôi không biết tặng hoa cho em sao? Bây giờ chồng con nói á, cái bông này nó bông hồng cái gì mà nó nói bông xanh, bông đỏ, bông vàng, con cũng phải nghe theo. Như vậy mới là vợ ngoan chứ. Trời, cái gì mà vô lý quá vậy mẹ. Trời, ông trời ơi, ngó xuống mà coi. Trời ơi, kêu trời. Nếu mà có ổng hả, là mẹ cũng khiếu nại ổng tới cùng. Tại vì ổng ở không có công bằng. Không công bằng là sao mẹ? Trời ơi, cái con dâu của mẹ, hết người này tặng bông này, hết người khác tặng bông khác. Còn tôi, tại sao không ai tặng cho tôi cái bông nào hết trơn vậy trời? À, mẹ ơi, mẹ nói về tội cho con quá. Cái thực sự cái bông này ai tặng cho con đâu biết đâu. Bây giờ người ta gửi tới tặng thì mình nhận, chứ bây giờ gửi về thì tội nghiệp cho mấy cái người đem bông tới. Đem bông tới cái gì? Mình là gái đâu có chào. Đúng. Tức là mình không được nhận cái quà cáp gì của người khác hết trơn á. Đúng. Rồi đừng có để người ta đẩy đưa người ta tình tứ với mình. Rồi cái người ta dòm vô người ta nói mình là người mất nết. Đúng. Mẹ nói đúng. Có chồng rồi tại sao nhận bông của người khác? Đúng. Đúng cái gì mà đúng? Từ lúc cưới nhau về tới bây giờ anh có tặng cho em cái bông nào không hả? À, như vậy là con Lan nó nói đúng. Mẹ ủng hộ con dâu của mẹ đó. Ủa, cuối cùng mẹ phe nào? Con á. Con á, thét con giống cha con dữ lắm đó. Giống gì? Giống gì mẹ? Ổng có tặng cho mẹ cái bông nào chưa? À, ý mẹ nói là từ hồi nào giờ là ba lấy mẹ và chưa bao giờ tặng mẹ cái bông nào hả? Đúng. Vậy thì con không tặng bông gì vợ con là đúng rồi. Tại sao? Tại vì anh hưởng gen của ba. Phải rồi, hay quá, bởi vậy tôi tức. Không ai tặng cho tôi cái bông nào thì cái người này nè cũng không có được tặng luôn. Mẹ còn hộp quà nữa nè mẹ. Hay quá. Nghe nói tới hộp quà là dứt lại liền hả? Khai thiệt đi, cái hộp quà này là của thằng nào tặng mà em trân trọng nó dữ vậy? Cô ta tặng. Tặng cái gì? Giờ mở ra coi mới biết. Một hộp kem dưỡng da. Một chai treo chuyển tóc. Biết ngay mà. Thế là cũng kèm theo thông điệp nè: mong em trắng da dài tóc. Ở đâu ra đọc cái lời đó vậy? Ở đâu ra trắng da dài tóc vậy? Kiếm có luôn á. Thì tặng quà người ta hay tặng thêm cái thiệp kèm một thông điệp. Một mình anh suy diễn luôn đó. Một mình anh hết luôn đó anh Hổ. Một mình anh tự biên tự diễn. Đưa cái hộp qua đây. Đưa qua đây.
quà lấy đổ thùng rác hết bây giờ. Cái không có thằng đàn ông nào tặng quà mà nó đi thiệp. Anh kiếm trong đó cái thiệp có cho tôi, anh kiếm trong đó có cái thiệp có cho tôi. Cái này là cái gì? Thấy chưa, có thông điệp nè, chẳng dài dài tóc nè. Đọc đi. Khách VIP ăn hủ tiếu no bụng đầy một tháng. Trời ơi, cái gì vậy? Xét đánh ngang tay. Không lẽ thằng cha Kiệt bây giờ cua luôn vợ của mình ta? Em ăn hủ tiếu hả? Cái bây giờ cái gu em lạ quá vậy? Em thích ăn thịt mỡ hả? Được rồi, nếu gu em lạ vậy thì kể từ ngày hôm nay tôi sẽ ăn cho mập thay lên. Sao em thấy sếp cũng còn êm lắm á, đẹp trai á, khỏe khoắn á. Sao sếp làm đi, nhiều khi sếp làm á còn dính nhanh hơn là em nữa. Thôi cậu ráng đi, tôi chúc cho cậu thành công cái nhiệm vụ này. Tại vì cái gói thầu kia này rất là quan trọng, rất là lớn. Nếu mà mình ký được cái gói thầu này, trúng được quả lớn, tôi hứa sẽ thưởng cho cậu thật là cao. Dạ được, em sẽ cố gắng, sếp cứ yên tâm. Rồi, yeah. Này, người đàn ông tên Vũ đang có ý định gạ gẫm vợ tôi ha, tặng vợ tôi cái thiệp ha, ghi là ăn no chàng hông ha, trắng da dài tóc ha, còn tặng bông hương cho vợ tôi nữa. Đừng quá đó, cầm cái ao nét cái mặt rồi mà đó, mặt phải gì nào mới đẹp nè, góc đẹp của tôi nè. À đây, giọng cho một cái là mặt anh không còn góc nào đẹp luôn, bây giờ tin không? Cái gì? Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây, anh có phải là đối tác của công ty và tôi không? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Vũ, tôi chính là đối tác thân thiết của vợ anh. Hay quá ha, tự tin quá ha. Tôi không có rung, phong cách tôi là quay giật giật vậy đó. Tôi chỉ cần hình ảnh thôi. Ngày hôm nay tôi cần hình ảnh là tôi quýnh ghen anh. Bây giờ đứng đó đi, tôi chuẩn bị quýnh anh nè. Gì đó, gì quýnh ghen, nhầm, hiểu lầm. Chuyện lần trước là hiểu lầm. Cũng sao, không có hiểu lầm ở đây. Tôi có bằng chứng xác thực tôi mới dám tới tôi nói chuyện với anh nha. Chính anh là người đã tặng bông hương cho vợ tôi đúng không? Bậy, tôi không có tặng bông hương, tôi tặng bông hồng. Thì là làng ống mà, mình ra lăng chút xíu, mình thích thì mình tặng. Gan ghê ha. Bây giờ gan ghê, lộng hành ghê ha. Hẹn hò trai gái trong căn nhà này. Hẹn hò gì?
Căn cứ vô đâu mà hẹn hò? Ủa anh nghe một cái cuộc nói chuyện tào lao thiên địa vậy anh nghĩ là hẹn hò đó hả? Căn cứ vô đâu hả? Bằng chứng nằm trong đây hết rồi. Định chối hả? Ui, anh đau quá vậy nè. Cái ông này. Định xóa hả? Đừng có hòng. Muốn coi tôi mở lên cho coi. Mở lên. Giữ khoảng cách an toàn. Đủ rách. Mở lên. Một gan nữa. Đủ rách. Ba gan mới đủ. Không gan đủ cái trò hết trơn đó ba. Không mở lên. Coi coi. Coi cái bằng chứng gì. Đưa em coi coi. Ủa gì kỳ vậy? Đưa coi coi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chồng? Tim nhói đau. Sao vậy? Miệng rung lẩy bẩy nói không thành lời. Sao vậy? Tay không vững nữa. Sao vậy? Cái đoạn clip vừa rồi. Ừ. Tôi quên sao? Quên bấm nút record. Yeah. Mừng hả? Quên bấm nút record. Gọi điện thoại lại cho cái thằng hồi nãy. Nói lại cuộc điện thoại đó. Để tôi quay lại tôi làm bằng chứng. Tôi mét mẹ. Anh có bị sao không vậy? Hả? Tôi nói một lần nữa, tôi với ổng không có gì hết á. Nha, không có gì hết. Mà nãy giờ là quay nãy giờ cuối cùng là rình đập cả buổi tối cũng không quay được gì hả? Không. Không có bằng chứng gì luôn. Không luôn. Ôi tội nghiệp chồng quá. Vô rồi đó. Tại sao tôi có thể hậu đậu đến như vậy được chứ? Ê anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu. Sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.